Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang cơ sở của huyện Mường La phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Sơn La. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau. Mở đầu chương trình là phóng sự thị trấn Ít Ong tập trung phát triển diện tích rau màu vụ đông năm 2020. Cuối chương trình là phóng sự trường tiểu học trung học cơ sở Mường Chay nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn quốc gia. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương có điều kiện thuận lợi để phát triển phong trào sản xuất rau màu vụ đông của huyện Mường La, thời điểm này bà con nông dân trên địa bàn thị trấn Ít Ong đang tập trung trồng mới và chăm sóc các diện tích rau màu vụ đông hiện có, phấn đấu giành thắng lợi vụ đông cả về diện tích, năng suất và hiệu quả kinh tế. Những ngày này, khắp các cánh đồng trên địa bàn thị trấn là không khí lao động tích cực hăng say sản xuất của bà con nhân dân. Nếu như nhiều năm trước đây, bà con chỉ sản xuất 2 vụ lúa trên một năm, thì nay, ngay sau thu hoạch vụ hè thu, bà con các bản đã chủ động phát triển và mở rộng các diện tích rau màu vụ đông, vừa tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất canh tác, vừa tạo thêm nguồn thu nhập cho người nông dân. Để đảm bảo tiến độ gieo trồng rau màu vụ đông năm 2020 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, công tác tuyên truyền định hướng nhân dân đã được Ủy ban nhân dân thị trấn chú trọng thực hiện, thường xuyên chỉ đạo các bản tiểu khu, chỉ đạo bà con nhân dân tiến hành làm đất và gieo trồng các loại rau màu bám sát lịch khung thời vụ, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, bộ phận chuyên môn định kỳ kiểm tra, đôn đốc, báo cáo tình hình, tiến độ chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại, huy động bà con làm thủy lợi, khơi thông mương máng, dòng chảy để đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ đông. Song song với đó, hệ thống trạm phát thanh thị trấn liên tục cập nhật các nội dung thông tin về công tác chỉ đạo cũng như tình hình tiến độ sản xuất để người dân chủ động nắm bắt và thực hiện. Như vậy, vụ đông năm nay, bà con nhân dân thị trấn đã gieo trồng đạt 23 hectare diện tích, vượt 3 hectare so với chỉ tiêu. Ngay sau khi bà con nhân dân thu hoạch lúa vụ mùa, Ủy ban dân thị trấn đã ban hành kế hoạch chỉ đạo tới bộ phận khuyến nông, bộ phận địa chính nông nghiệp là hướng dẫn bà con nhân dân quy trình các bước là sản xuất cái rau vụ đông. Trong cái khó khăn ấy thì thứ nhất đó là cái việc mà nước cái vụ này nó hơi khô. Thì Ủy ban thị trấn đã chỉ đạo bà con nhân dân lạo vét kênh mương, tất cả các tuyến kênh mương, khai thác triệt để cái nguồn nước ở suối để phục vụ cho cái gieo cấy cái rau màu vụ đông. Đấy, kết quả thì như đã biết thì ngô đã chuẩn bị cho thu hoạch và rau đậu thì bà con đã bán ra thị trường để mang lại cái thu nhập cho bà con nhân dân. Đấy, xóa đói giảm nghèo, bớt đi được cái khó khăn trong cái thời gian mà chờ tiếp tục là cây núp. Hiện nay các diện tích rau màu vụ đông đang sinh trưởng phát triển tốt, không có dấu hiệu sâu bệnh hại. Bà con đang tập trung chăm sóc, bón phân, làm cỏ và thu hoạch các diện tích rau đã đến thời kỳ để cung cấp ra thị trường, phục vụ nhu cầu về rau xanh trên địa bàn huyện. Vụ đông năm nay, ngoài trồng các loại rau, tôi tiếp tục trồng thêm ngô. Ngay sau khi thu hoạch lúa xong là chúng tôi tiến hành làm đất để trồng rau màu. Giờ đây cũng phát triển tốt rồi.